Ok, xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và chúng ta tiếp tục quay trở lại chủ đề là bây giờ tôi có 10 đồng, tôi nên đầu tư vào cái gì để đem lại cái tỷ suất lợi nhuận cao. Thế thì tôi chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện là như này. Tôi có kèm cặp một cái anh học viên, công ty của anh ấy là về lĩnh vực xây dựng và doanh thu năm 2018 vừa rồi của anh ấy là khoảng độ 600 tỷ đồng. Tôi kèm cặp anh ấy về đầu tư bất động sản. Thì tôi mới hỏi là tại sao công ty của anh lại có đạt được một số cái thành quả. Anh về mặt công nghệ đấy, thì hiện tại là anh có đang sử dụng một cái phần mềm nào không đấy. Và anh ta trả lời có, chúng tôi có sử dụng một cái phần mềm. Và cái phần mềm này chúng tôi phải thuê người, chúng tôi cốt tay và làm từ cách đây hơn chục năm rồi. Thế thì tôi mới hỏi là thế cái phần mềm này của anh ấy, thì cái phần mềm này là khoảng, anh tức ngày xưa anh làm hết khoảng bao nhiêu tiền? Thì anh ta trả lời là tôi làm hết khoảng hơn 500 triệu đồng. Đấy là cái lý do mà tại sao cái công ty của tôi nó trở thành một trong những công ty mà đạt cái hàng đầu trong cái công việc kinh doanh của mình. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì bạn học được một bài học là như này, là những người thành công ấy là họ rất là chú trọng đầu tư vào công nghệ. Đấy, vào công nghệ. Công nghệ có thể nó chỉ là cái phương tiện, là cái công cụ để bạn đạt được cái mục tiêu của mình. Tuy nhiên những người thành công là người biết ứng dụng công nghệ vào trong cái hoạt động kinh doanh và đầu tư của mình. Tôi ví dụ những cái rất là đơn giản như này, có thể áp dụng ngay cho những bạn khởi nghiệp hay là kinh doanh hay làm chủ doanh nghiệp. Những cái phần mềm về bán hàng, phần mềm về kế toán, phần mềm về quản trị nhân sự, phần mềm về marketing, vân vân. Ví dụ tôi như một số bạn có một cái bạn khởi nghiệp mà tôi hướng dẫn, thế thì ngày trước chẳng hạn thì bạn chỉ biết làm trên ghi chép ở trên giấy thôi. Đấy, rồi bạn làm trên file Excel thôi. Sau đó thì bạn ấy bắt đầu đưa vào những phần mềm, và khi mà bạn sử dụng phần mềm thì bạn ấy cảm thấy là nó rất là minh bạch, rất là khoa học, rất là chính xác, và thậm chí là bạn ngồi nhà bạn cũng cập nhật được thông tin vào phần mềm. Hôm nay nhân viên bán hàng tại cửa hàng bán được bao nhiêu hàng bạn ấy cũng biết luôn. Thì cái đấy là một cái ví dụ rất là nhỏ, ứng dụng cái công nghệ vào cái hoạt động kinh doanh. Và tôi ví dụ cái lợi ích thế ngay là gì, là tôi ví dụ như là nhờ cái phần mềm công nghệ đấy bạn tiết kiệm được một nhân sự. Ví dụ cái nhân sự đấy bạn tiết kiệm được 7 triệu một tháng, thì như vậy bạn tiết kiệm được 84 triệu một năm, trong khi cái phần mềm đấy bạn mua một năm, cái bạn khởi nghiệp bạn ấy mua hết có 10 triệu. Như vậy là vừa có hiệu quả về mặt kinh tế, vừa hiệu quả về mặt công việc, và thậm chí trong nhiều trường hợp những cái phần mềm nó quản trị data dữ liệu tốt hơn rất nhiều. Thì bài học ở đây là nếu bạn đang kinh doanh, đang đầu tư, hãy đầu tư vào các hoạt động công nghệ. Công nghệ là một thứ mà những người đi sau, người ta vượt qua người đi trước, người ta sẽ sử dụng công nghệ. Có thể bạn biết đến tỷ phú Donald Trump, ông này mất khoảng hơn 40 năm mới có một cái lượng tài sản là khoảng độ trên 5 tỷ đô la. Một số liệu thống kê khác theo quan điểm của ông ấy thì ông ta bảo là của tôi phải tầm trên dưới 10 tỷ đô la. Nhưng mà những cái tạp chí họ đánh giá là khoảng độ trên 5 tỷ đô. Thì một cái nhân vật đi sau như là cái người sáng lập Facebook, cái bạn trẻ đấy, thì bạn ấy chỉ mất có khoảng độ 10 năm để đạt được cái tài sản độ tầm trên dưới 40 tỷ đô la. Như vậy người đi sau thường vượt qua người đi trước bằng sử dụng công nghệ. Có những tập đoàn là 40 năm, 50 năm. Tuy nhiên, ví dụ khi mà một cái công nghệ xuất hiện, lập tức có thể là xóa sổ cả cái tập đoàn đó, hoặc là khiến cho cái tập đoàn đó bị lao đao về mặt kinh doanh. Vì thế là tôi khuyến khích bạn mình hãy ghi cái bài học xuống là đầu tư vào những cái công nghệ, những cái hoạt động về công nghệ. Đấy là bài học số 1. Bài học số 2 mà tôi muốn khuyến khích bạn ở đây là đầu tư vào cái gì tỷ suất lợi nhuận cao thời điểm này. Đấy là tôi ví dụ cho bạn một câu chuyện khác. Câu chuyện thứ hai, công ty của chúng tôi có tổ chức chia đến khách hàng, những khách hàng đã từng đầu tư bất động sản. Thế thì ví dụ tổ chức cho 300 người đi Thái Lan. 300 người đi Thái Lan, như vậy thì mỗi một người hết 5 triệu đồng. Thì cái chi phí mà mình phải chi trả nó rơi vào khoảng độ 1 tỷ rưỡi. Thì 1 tỷ rưỡi đấy được gọi xếp vào là chi phí chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên là mình chi ra 1 tỷ rưỡi, nhưng khi mình tổ chức đi tour du lịch như vậy, 3 ngày như vậy, thì trong khoảng thời gian đó mình có kết hợp giới thiệu một số cái dự án, và tổng cái tiền mình bán được từ dự án mình thu về vài chục tỷ đồng doanh số. Thì mình mới hiểu cái bài học là gì, chăm sóc khách hàng là bán hàng. Và đấy là một cái định nghĩa của chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng là bán hàng. Thì những cái việc mà bạn có thể làm ngay được, tôi ví dụ một số bạn mình đang kinh doanh, mình có thể gọi lại hỏi thăm khách hàng.
Đấy. Một số bạn bạn có thể là tự nhiên bạn gửi tặng một loạt các món quà cho khách hàng. Một số bạn thì nhớ ngày sinh nhật của khách hàng gửi quà cho khách hàng vân vân, những ngày lễ Tết gửi quà cho khách hàng vân vân. Thì thực ra cái chăm sóc khách hàng đó bản chất nó là bán hàng. Khách hàng khi mà thấy có cái sự quan tâm của bạn, ok, một họ sẽ mua thêm hàng của bạn là khả năng thứ nhất. Khả năng thứ hai, nếu họ không mua thêm, họ sẽ giới thiệu cho bạn một số cái khách hàng. Chính vì thế mà tôi muốn bạn có một góc nhìn mới về chăm sóc khách hàng. Đây là một cái hoạt động mà bạn cần đầu tư tiền vào. Sai lầm là nhiều người họ thường nghĩ là đây là một cái hoạt động tốn tiền, tốn thời gian. Và bạn hãy ghi cái định nghĩa mới này xuống, chăm sóc khách hàng là bán hàng. Và đầu tư và chăm sóc khách hàng thì đôi khi chi phí 1 đồng và bạn có thể thu về 10 đồng đến 100 đồng. Đó xếp vào loại đầu tư tỷ suất lợi nhuận cao. Ở những trường hợp bạn phải marketing để tìm kiếm khách hàng mới, trong nhiều trường hợp chi phí sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc là bạn chăm sóc khách hàng cũ. Đấy, thì bạn hãy ghi cái bài học đó xuống vào cái sổ thông thái của mình. Tôi chúc bạn có một cái ngày mới gặt hái nhiều thành công và may mắn.